Ôi giời ơi, ngày hôm nay là sẽ đưa chị em đi tham quan một nơi cực kỳ là bí mật của gia đình nhà tôi nha. Và tôi cũng thông báo với tất cả các bà luôn là kể từ ngày hôm nay là tôi chính thức bước vào con đường review. Đây, thấy chúng nó review nhiều quá mà cái giọng của mình đâu phải cái giọng khó nghe đâu mà mình lại không review đúng không? Đấy, tôi là quyết định từ ngày hôm nay tôi bước vào con đường review và ngày hôm nay tôi sẽ đưa anh chị em đến một cái nhà máy chuyên sản xuất các cái dòng sản phẩm của tôi cho chị em xem. Đấy, đầu tiên bước vào nhà máy mọi người thấy chưa? Đấy, hôm nay mặc bộ quần áo rất là sĩ luôn. Đấy, đeo cà vạt ghiếc là coi như là rất là hoành tráng để đi quăng lựu đạn. Nhưng mà đến đây thì không quăng được các chị ạ. Bởi vì bước vào một cái nhà máy đạt chuẩn GMP thì việc đầu tiên, đấy, hôm nay mặc cái áo vàng đẹp không chị em ơi? Nó gọi là lên cái gọi là quá là đẹp luôn đúng không chị em? Đấy, nhưng mà vào đây việc đầu tiên là phải thay quần áo. Đó, một bộ blue như mọi người nha, đeo khẩu trang. Và bắt đầu xong rồi thì vào bước qua, khi vào trong khu sản xuất thì phải đi qua một cái máy khử khuẩn. Vào đây là coi như gió tứ phía luôn, là tôi là coi như lạnh run hết cả người chị em ạ. Lạnh sun hết cả chân tay và hai vợ chồng đấy. Hôm nay mặc thông cảm, mình không chuyên nghiệp cho nên bộ quần áo hơi nhăn chị em ạ. Đấy, khổ. Đáng ra mình báo sớm tí các anh các chị giặt là cho mình báo hơi muộn nên quần áo nó không được gọi là lượt một tí, chị em thông cảm. Đấy, tất cả cái nhà máy này thì đã hợp tác với em Kiều, năm nay là năm thứ 5 rồi và lâu lắm rồi em Kiều mới xuống, bởi vì bây giờ là cái mốt, mọi người biết là gì không, mốt bán hàng online là phải sâu nhà máy đấy. Sản phẩm nhà em Kiều được quá chất lượng rồi, bán 5 6 năm nay rồi, nhưng bây giờ là mình phải chạy theo mốt chị em ạ. Mốt là phải sâu nhà máy đấy, nên ngày hôm nay em xuống nhà máy em sâu cho mọi người xem. Và bên nhà máy này đang hợp tác với em Kiều, đó là một cái dòng sản phẩm là viên uống Hitoshi Skin, viên uống tăng cường nội tiết tố làm trắng da. Đấy, nó được chiết xuất từ tinh dầu hoa anh thảo, glycerin này, lô hội, sữa ông chúa và rất nhiều các loại vitamin. Đấy, và đây là cái khâu bắt đầu là khâu hôm trước là khâu làm viên tạo viên nang thì bên nhà máy có thông báo với mình nhưng mình nhiều việc quá cho mình không xuống được. Hôm nay là vào cái khâu đóng lọ thôi, đóng chai thôi. Đấy thì mọi người thấy không? Hai cô công nhân cô ấy làm hai cái xẻng. Ngày xưa là các cô phải ngồi đếm từng viên một, nhưng đấy là nó xưa rồi. Bây giờ là các cô ấy là mỗi cô một xẻng, xúc cái đấy là 60 viên cho vào lọ. Đấy, và sau khi đóng vào lọ rồi, đóng lắp rồi, đấy, hàn gọi là ấy rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ cho ra là dán nhãn. Đấy mọi người nhớ ra, cho vào máy, dán bằng nhãn là dán máy nhá các chị nhá, chứ không phải là bóc nhãn lòi mắt ra như các cụ ngày xưa đâu nhá, mà dán bằng nhãn hết rồi. Đấy mọi người nhìn thấy quay quay chưa? Quay một phát là đi một lọ. Đấy. Và sau khi dán nhãn xong rồi thì sẽ có một chị đứng kiểm tra từng ly từng tí một cái lọ đấy xem là có bị bong không này, dán nhãn vào là có dính không này, kiểm tra. Và đặc biệt là tôi nói luôn là vào đây phải đi găng tay nhá chị em, kiểu ngày hôm nay là không đi găng tay là cấm chỉ, không được sờ vào đâu. Đấy nhìn thấy chưa? Các chị là phải đi găng tay, làm việc rất là chuẩn, chuyên nghiệp và sạch sẽ. Sản phẩm như em Kiều là chị nào mà nói thật là gặp em Kiều là chồng là mê luôn. Đấy, chồng cô nào chồng bỏ chồng chê là gặp em Kiều phát là chồng mê cả đời luôn. Bà nào quan hệ với chồng mà đau mà khô rát mà gọi là chồng đi làm thợ xây mà tay xước xác mà sờ bim bim là cả ngày không ra được nước, gặp em Kiều phát là nước lôi là trôi hết cả nhà luôn chứ không phải trôi giường ở đâu. Đấy, và sản phẩm như em Kiều chị em mua là nhớ nha, khi mua sản phẩm như em Kiều là có tem dán hai đầu đấy. Ngày mai em sẽ chỉnh cái thằng quay camera cho em tại sao nó không quay sát vào cái gọi là cái tem dán để cho chị em nhận xét, nhận định, nhận nhìn cho nó kỹ đấy. Khổ lắm, khách của tôi toàn là khách mắt mờ chân chậm, tôi toàn mấy bà nội trợ thôi, đã già đã xấu rồi mắt lại còn kém nữa. Mấy loại quay xa này chị em mà chú ý nhìn kỹ giúp tôi nha, dán tem chống hàng giả hai đầu. Đấy, cho nên là cái dòng sản phẩm này là tôi nói chị em là không thể thiếu được đâu. Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Rất chuyên nghiệp luôn. Sau khi dán nhãn thì chuyển sang là bắt đầu là đóng vào vỏ hộp. Đóng vỏ hộp xong thì bắt đầu là cho màng co và bắt đầu là chạy máy nhiệt. Làm từng công đoạn một. Đó, nó thật để một cái sản phẩm mà đến tay các chị là nó nhiều công đoạn lắm. Đấy, nó nhiều công đoạn lắm. Từ gọi là bác công nhân, từ anh xe tải, là từ các cô gọi là in nhãn này rất rất là nhiều. Đấy, cho nên là các chị nhá. Mà sản phẩm như em nó lại hay cái như này này. Bà nào mua một lọ uống, bởi vì uống một lọ là hết nám. Uống một lọ xong là da đẹp lắm. Một liệu trình là các bà uống như tôi từ 3 đến 5 lọ. Nhưng liên tiếp nha bà nhá, thì da các bà đẹp, căng bóng, trắng sáng, hết nám rồi, ôi rối loạn vòng kinh các thứ là hết, đau bụng kinh là hết luôn. Và nhá, cứ mua một lọ nhà em Kiều uống là các bà toàn mua cả thùng thôi. Biết tại sao không? Về bán luôn, sản phẩm tốt quá, dùng tốt quá, sướng quá là về bán luôn. Vừa bán hàng, vừa làm đẹp, vừa kiếm tiền. Tôi đã bảo rồi, bà nào chồng bỏ chồng chê, gặp em Kiều phát chồng mê suốt đời. Chồng mê là bởi vì sao? Các bà vừa xinh đẹp, các bà lại biết tự chủ về kinh tế, tội gì chồng không mê đúng không?